Cuộc đời và binh nghiệp hồi ký tác giả Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ giọng đọc Hải Yến số 10 Ngày mùng 10 tháng 4 năm 1973 vùng bốn kiến tường vùng giải phóng duy nhất còn lại của quân khu 8 bị sư đoàn 7 ngụy tái chiếm. Tiểu đoàn 510 được lệnh quay lại vùng 4 trong tình thế địch càn quét dồn hết dân vào các ấp tân sinh ở hậu Mỹ Bắc và Kiến Bình. Sau 3 ngày đêm hành quân, cùng các tiểu đoàn bản, đơn vị chúng tôi về đến vùng 4 chỉ còn cảnh vườn không nhà trống. Hai trung đoàn 10 và 12 của sư đoàn 7 Ngụy cũng rút ra để củng cố. Một số chốt cấp đại đội của địch đều chốt giữ tại ngã tư các đầu kinh 7 000 năm ngàn, bằng lăng. Sau này tôi mới biết có một người lính ngụy tên là Đức, con của dì Út bên vợ tôi, hỏi để xin theo quân giải phóng nhưng không gặp. Và chớ trêu thay, 20 ngày sau Đức bỏ mạng trong trận càn vào vùng 4, còn người anh rể con dì Năm bên vợ tôi là lính lái xe bọc thép cũng bị thương nặng trong trận càn quét, lấn chiếm vùng giải phóng ngày mùng 2 tháng 5 năm 1973 trên kinh Phụng Thớt chạy lòn. Sau trận càn, dì út đến gặp tôi và khóc. Con ơi, em con tử trận rồi, cho dì tìm mang xác em về mai táng. Lúc còn sống, nó nói đi kiếm con không được. Tôi rất đau buồn, nhưng vẫn phải làm ra vẻ cứng rắn. Còn không biết mặt nó, nhưng gì cứ vào xem, có xác nó thì mang về. Hai ngày sau, dì Út tìm được xác Đức và đưa về chôn ở trong vườn. Ngày 25 tháng 8 năm 1973, sau thời gian được củng cố, sư đoàn Bảy ngụy tấn công vào vùng 4 kiến tường vì địch phát hiện chủ lực quân khu 8 đã trở lại địa bàn vùng 4 giữ vùng giải phóng. Vào thời điểm này, lực lượng ta có mặt tại địa bàn vùng 4 có trung đoàn 88, trung đoàn 320 và du kích các xã vùng 4 cộng với cơ quan quân khu bộ tổng cộng khoảng 10.000 người. Trước khi diễn ra các trận đánh, cơ quan quân khu bộ đã di chuyển về Nam lộ 4, vùng 20 tháng 7. Còn lại quân chiến đấu, tiểu đoàn 510 được tăng cường các đơn vị trực thuộc là đơn vị tiên phong trực tiếp đối mặt với kẻ thù trong cuộc chiến chống địch lấn chiếm, chống vi phạm hiệp định Paris. Ngày mùng 4 tháng 9 năm 1973, sư đoàn 7 ngụy gồm 3 trung đoàn, trung đoàn 10, 11, 12 và 9 tiểu đoàn bảo an của tỉnh Sa Đéc, theo lệnh của tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh vùng 4 chiến thuật, mở cuộc hành quân chi viện cho chiến khu Tiền Giang làm nhiệm vụ chốt giữ lộ 4, bảo vệ hậu cứ phía Nam để phòng ta tiến công. Tham gia cuộc hành quân này, ngoài sư đoàn 7 ngụy còn có 17 liên đoàn bảo an và biệt động quân. Đơn vị tôi đóng ở phía đông vùng 4, bao gồm địa bàn các kinh Tân Hòa, Cài Nhíp, Phụng Thớt. Đây là hướng chủ yếu mà sư đoàn 7 ngụy đổ quân của hai trung đoàn, trung đoàn 10, 12 từ lộ kinh 12 đánh vào. 3 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 9 năm 1973, trung đoàn 12 ngụy bí mật đổ bộ bằng xe vận tải JMC từ hướng Tân Hòa đánh vào. Trước đó, tôi đã cho du kích gài mìn dày đặc trên đầu các đoạn kinh. Ngoài những cánh đồng trống theo cự ly 100 mét, lại bố trí một đống dơm dạ đổ dầu lửa vào. Nơi nào không có dơm dạ thì cắt lá chuối khô chất thành đống. Khoảng 4 giờ 30 phút, địch xa vào bãi mìn do du kích gài. Nghe tiếng kêu la của địch, tôi lệnh cho du kích đốt các đống dơm dạ ngoài đồng rồi nhanh chóng rút về căn cứ địch không hiểu đối phương đánh kiểu gì liền gọi pháo oanh kích địch cho rằng ta đốt lửa để thấy đường đánh nhau với chúng do đó chúng dừng lại triển khai đội hình chờ ta tấn công khi pháo bắn xong cũng là lúc lửa tắt mà không thấy đối phương ở đâu chúng buộc phải ngồi lại chờ đến sáng mới thực hành tiến công ta chúng di chuyển rất thận trọng Đoạn kênh có một km mà đi mất 3 giờ đồng hồ mới đến được kinh cải nhíp. Đại đội 11 báo cáo, địch đã chạm súng với ta. Đồng chí Thắng, đại đội trưởng 11 báo cáo, bọn địch này lì lắm, ta ném lựu đạn nào nó đều chụp được và ném trở lại. Hiện nay ta và địch đang giành nhau từng gốc chuối, rất căng thẳng. Tôi đến ngay trận địa, tình huống diễn ra đúng như đại đội báo cáo. Thấy tôi xuất hiện, bộ đội rất mừng. Trong lúc đó, đồng chí Khuyên, chính trị viên tiểu đoàn, điện tôi về sở chỉ huy. Tôi trả lời: "Anh chỉ huy tại sở chỉ huy, còn tôi ở trận địa đại đội 11 chiến đấu cùng anh em. Tôi về sở chỉ huy lúc này, bộ đội sẽ bỏ công sự ngay. Nếu anh không về chỉ huy đơn vị, tôi sẽ báo cáo lên trung đoàn." Đồng chí cứ báo cáo. Quả nhiên, đồng chí Khuyên báo về trung đoàn, trung đoàn cử đồng chí Sáu nhỏ, trung đoàn phó xuống tiểu đoàn 510. Tôi điện cho đồng chí Sáu nhỏ. Anh chỉ huy đi, tôi đang ở trận địa của đại đội 11 chiến đấu cùng bộ đội. Khi bộ đội báo cáo hết lựu đạn, tôi gọi đồng chí Bình quân khí tiểu đoàn mang cho tôi hai thùng lựu đạn gài, thực ra là mìn, để tôi ném. Các đồng chí can, thủ trưởng ném là nổ trên tay đó. Tôi biết sử dụng mà. Nói đoạn, tôi đưa cho mỗi người một quả, khiến mọi người ai cũng sợ. Tôi phải chấn an anh em. Đừng sợ, để tôi ném thử trước. Tôi lấy dây chuối quấn quanh mỏ vịt 8 vòng, sau đó rút chốt ném. Quả đầu tiên, tôi không rút chốt ném thử, quả nhiên địch chụp được ném trở lại. Quả thứ hai, tôi rút chốt vung tay ném, liền thụp đầu xuống hầm, lựu đạn nổ luôn. Tôi ngóc đầu lên, ném tiếp quả thứ ba, và tất cả các hầm, bộ đội làm theo cách đó, ném tới tấp lựu đạn xuống đầu quân ngụy. Chúng tôi nghe địch la ó, Việt Cộng có lựu đạn mới nổ ngay chúng hò nhau kéo xác đồng bọn và số bị thương lên bờ kinh, gọi trực thăng đến trở về. Tôi lệnh cho bắn một quả B-41 nhưng không trúng máy bay vì khoảng cách khá xa và quả B-41 nổ trên không. Địch tức tối đáp trả bằng những loạt dốc két rồi cất cánh bay luôn, bỏ mặc thương binh của chúng. Trung đoàn 12 ngụy phải di chuyển bộ ra lộ 12 tạm ngừng cuộc tiến công ta. Tôi cho củng cố công sự tuyến 2 để bộ đội có chỗ trú ẩn. Vì trận địa cũ đã bị lộ rồi. Trận đánh kéo dài suốt 7 giờ, ta loại khỏi vòng chiến đấu gần 200 tên địch, chủ yếu bị thương. Địch báo về cấp trên bị thương gần 150 tên, ta hy sinh 4 đồng chí, bị thương 28, chủ yếu bị thương vì lựu đạn. Sau trận này, toàn trung đoàn 88 tổ chức học tập cách sử dụng mìn thành lựu đạn của tiểu đoàn 510. Ngày mùng 10 tháng 9 năm 1973, địch sử dụng toàn bộ binh lực sư đoàn 7 ngụy và 11 liên đoàn bảo an từ Sa Đéc quyết mở cuộc hành quân đánh chiếm bằng được toàn bộ vùng bốn kiến tường. Trong lúc lực lượng vũ trang ta đứng chân trong thế cài răng lược xen kẽ với địch. Dựa vào ưu thế về trang bị và quân đông, địch chủ động đóng đồn trú tại ngã tư các kinh quan trọng như kinh Bùi, kinh Phụng Thất. Trong thế bất lợi đó, đại bộ phận trung đoàn 88 di chuyển về vùng 20 tháng 7. Ở Cai Lệ Nam, chỉ còn lại tiểu đoàn 510 có nhiệm vụ đánh nhỏ lẻ giữ chân hai trung đoàn 10 và 12 của sư đoàn 7 ngụy. Đến cuối tháng 9 năm 1973, quân khu 8 lâm thời tổ chức trung đoàn bộ binh 320B do đồng chí Tư Đơ, nguyên trung đoàn phó trung đoàn 88 làm trung đoàn trưởng. Đồng chí Đình, nguyên trung đoàn phó tham mưu trưởng trung đoàn 320 làm trung đoàn phó tham mưu trưởng. Lực lượng tác chiến tại địa bàn sẽ rút từ mỗi trung đoàn một tiểu đoàn. Như vậy, tiểu đoàn 510 sẽ nằm trong đội hình của lực lượng được rút ra từ hai trung đoàn 88 và 320B. Duy chỉ có nhiệm vụ là không thay đổi, kìm chân một bộ phận quan trọng của sư đoàn 7 ngụy. Tôi chưa hiểu được lý do quân khu 8 tổ chức một đơn vị hỗn hợp như vậy. Bởi năng lực chỉ huy của ban chỉ huy mỗi tiểu đoàn chưa đủ tầm, nếu tổ chức thành các tiểu đoàn độc lập như trước thì kết quả đánh địch sẽ cao hơn vì địch đang tìm ta để diệt. Hồng xóa thế ra beo, cải răng lược như tinh thần Hiệp định Paris đã ký kết. Tôi tìm gặp đồng chí Trung đoàn trưởng Tư Đơ, đề nghị cho tiểu đoàn tôi trở về chiến đấu trong đội hình của Trung đoàn 88 Tại địa bàn vùng 20 tháng 7 ở Nam lộ 4, tôi nói: "Với năng lực chỉ huy còn hạn chế, thiếu thực tế như hiện nay, việc ghép đội hình chiến đấu như trên sẽ dẫn đến thương vong cao cho bộ đội." Nghe xong, đồng chí Tư Đơ không nén nổi bực tức chỉ mặt tôi lớn tiếng: "Chú coi thường cả một tập thể đảng ủy và ban chỉ huy à?" Lửa bốc lên đầu, tôi đứng bật dậy: "Kính thưa anh Tư, anh hiểu như vậy là rất đúng thực tế đó." anh thử nghĩ lại cung cách chỉ huy bộ đội suốt thời kỳ chúng ta bám trụ ở chiến trường miền Trung Nam Bộ, anh sẽ tự hiểu. Thấy hai người đều nóng, đồng chí khuyên, chính trị viên tiểu đoàn kéo tôi ngồi xuống. Chuyện to tiếng giữa tôi và trung đoàn trưởng trung đoàn 320B được báo cáo lên quân khu. Hai ngày sau, tiểu đoàn 510 lại được trở về đội hình trung đoàn 88, đứng chân ở Nam Quốc lộ 4. Cả đơn vị ai cũng mừng vui vì không bị tách khỏi đơn vị quen thuộc của mình. Tiểu đoàn được đóng quân tại ấp Cái Sơn thuộc địa bàn xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho, gần yếu khu Tam Bình, nơi đặt cơ quan đầu não Bình Định, huyện Cai Lậy nhằm để khống chế khu vực ba xã phía Nam huyện. Qua trao đổi với cấp ủy địa phương, tôi được cung cấp thông tin là địch đã biết tiểu đoàn 510 hiện có mặt tại xã Tam Bình và chúng sẽ đối phó bằng cách sử dụng đám lính hòa hảo, nổi tiếng hung hăng, mở cuộc càn quét lớn vào đây. Các đồng chí du kích còn cung cấp thêm thông tin, địch kháo nhau. Tiểu đoàn tên Việt Cộng đầu chọc ác ôn đã về đây, phải thử sức với chúng xem sao. Tôi có điện về trung đoàn hỏi thêm thông tin, được đồng chí Thể là cán bộ tác chiến cho biết. Từ khi trung đoàn 88 về bám trụ tại vùng này chưa đánh thắng trận nào, có thể có gián điệp cài vào nội bộ đơn vị. Tôi nghĩ đơn vị mới nhận nhiệm vụ về địa bàn này nhưng sao địch biết rất rõ về cá nhân, kể cả vóc dáng lẫn tính cách lại còn thách thức đánh nhau với tôi. Chưa tìm ra kẻ thù giấu mặt, tôi quyết định, 17 giờ chiều ngày mùng 10 tháng 1 năm 1974, tôi ra lệnh cho đơn vị di chuyển vị trí đóng quân mà không báo cáo xin phép trung đoàn đến 1 giờ sáng ngày 21 tháng 1 năm 1974 cho bộ đội quay lại địa bàn cũ dựa vào khu vườn của dân bố trí phục kích cách vị trí trung đoàn 500 đến 3 km. Tôi đoán khi tiểu đoàn 510 di chuyển vị trí chắc chắn địch sẽ biết và hôm sau tất nhiên sẽ vào càn quét vị trí chúng tôi vừa rời đi để khỏi chạm chán với ta mà vẫn ra oai được. Tôi lệnh cho bộ đội vào vị trí chiến đấu từng người một đào công sự trong các bụi chuối đào tới đâu cho chuyển đất ra bờ kinh giấu để giữ bí mật nếu dân trong vườn chuối phát hiện thì giữ lại không để cho địch phát hiện người dân ở đây đều là dân cách mạng khi biết chúng tôi chuẩn bị phục kích đánh địch đã nói các chú yên tâm khi nào địch càn tới chúng tôi chạy vận kịp bí mật là do ở nơi mấy chú đúng như dự đoán. Sáng ngày 4 tháng 1 năm 1974, địch bắt đầu càn vào khu vực Cái Sơn. Cơ sở địa phương báo tin, tiểu đoàn Bảo An Hòa Hảo số 462, địch không hành quân theo bờ kinh vì sợ du kích gài mìn mà di chuyển giữa đồng lúa, dân mới gặt và đã cày cho ải đất để càn vào. Tôi cho du kích hoạt động giống như hàng ngày của họ và giao kèo. Nếu trận này thắng, thu được bao nhiêu vũ khí sẽ giao cho du kích hết. Nghe vậy, anh chị em du kích mừng lắm. Cả trăm người xung phong tham gia chiến đấu và tải thương. 12 giờ trưa, đám lính hòa hảo vào ấp cái sơn. Dân bắt đầu chạy tàn cư. Tôi chỉ đạo du kích không bắn nữa và rút về tuyến sau. Thấy dân chạy, địch thẳng tay cướp bóc của cải và da cầm. Thậm chí còn giết heo để ăn mừng chiến thắng đến 14 giờ, địch bắt đầu khệnh khạng quay về Tam Bình. Chúng đắc ý vì chẳng phải đánh đấm gì lại vớ được khối của. Lúc đó, tôi lệnh cho đại đội 9 và du kích bí mật lội kênh kháng chiến, cách yếu khu Tam Bình 1 km mà địch không hay biết. Làm nhiệm vụ chặn đầu, vì địch vào đường nào sẽ lại ra đường ấy. Các đại đội 10, 11, 12, 16, 17, 18 sẵn sàng nổ súng và vận động đánh vô hồi tiêu diệt quân địch tại ấp Cái Sơn. Địch quay về mang theo gia cầm và của cải mới cướp được của dân, kể cả lưu hương thờ tự, chúng cũng lấy. 15 giờ, đại đội 9 và du kích phục kích ở đầu kinh kháng chiến chạm súng với địch. Lập tức, tôi ra lệnh cho bốn đại đội 12, 16, 17, 18 sử dụng hỏa lực chế áp. Do địch bị quá bất ngờ, đội hình rối loạn. Tiếp theo, tôi lệnh cho hai đại đội 10-11 vận động vua hồi từ bến đò Tám Phấn và ấp Đìa Đưng, vận động tiến công địch. Trận đánh kéo dài trong một giờ, ta đã tiêu diệt gần hết tiểu đoàn bảo an hòa hảo số 462. Tiểu đoàn phó chết tại trận, tiểu đoàn trưởng mất một cánh tay nhưng chạy thoát được về Tam Bình. Năm 1995, nhân chuyến về Sa Đéc thăm bạn cũ, Tôi có gặp lại viên tiểu đoàn trưởng ấy, khi ông ta hỏi tên tôi và tỏ ra rất kính trọng tôi. Ông ta kể rằng, sau trận bị đơn vị ông xóa sổ, tôi rất hổ thẹn, giải ngũ xin vào chùa làm công quả cho tới bây giờ, tôi đã bước vào tuổi 76. Sau trận Cái Sơn, tôi bị kiểm điểm nghiêm khắc vì tội tự ý di chuyển vị trí, nhưng nhờ trận đánh thắng lớn nên quân khu bỏ qua. Tôi không lấy đó làm buồn vì nghĩ rằng nếu trong chiến đấu mà chấp hành mệnh lệnh một cách thụ động là đồng nghĩa với việc xem nhẹ xương máu của cán bộ chiến sĩ. Như vậy, nếu trận đánh không thắng thì hậu quả sẽ ra sao? Cũng thời điểm trên, lực lượng vũ trang giải phóng quân khu 8 hoạt động trong thế bị động đối phó với hành động lấn chiếm của địch. Trong khi đó, quân khu 9 đang chuyển thế mạnh, đẩy địch vào thế bất lợi. Một lần, tôi được gọi về Bộ Tư lệnh Quân khu 8 gặp đồng chí Lê Quốc Sản, tức Tám Phương, Tư lệnh Quân khu. Ông cho xem bức mật điện của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, trong đó có đoạn viết Cả nước đang sung phong, chỉ còn quân khu 8 là đi khom. Đọc xong bức điện, tôi sững người. Còn lý do tư lệnh quân khu gọi tôi về sở chỉ huy của ông là những ý kiến bất đồng giữa tôi và ban chỉ huy trung đoàn 88. Ngoài việc chung, còn có việc riêng, Tư lệnh nói chuyện với tôi khá lâu về chiến sự với thái độ hết sức thẳng thắn chân tình. Có lẽ do tin tưởng và quý mến nên tư lệnh mới cho tôi đọc bức mật điện khẩn của đại tướng gửi cho quân khu 8. Qua đó tôi hiểu thêm được âm mưu của Mỹ Ngụy khi triển khai chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh trong điều kiện đã có hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam chính quyền Sài Gòn ra sức giữ địa bàn miền Trung Nam Bộ làm vành đai quan trọng bảo vệ Sài Gòn. Thông qua việc chúng thành lập ra chiến khu Tiền Giang do tướng Nguyễn Khoa Nam tư lệnh vùng 4 chiến thuật kiêm luôn chỉ huy trưởng chiến khu nhằm khống chế phía Bắc sông Tiền. Do đó, địch đã điều trung đoàn 14 của sư đoàn 9 ngụy từ Trương Thiện thuộc miền Tây Nam Bộ lên để phối hợp với sư đoàn 7 ngụy cùng lực lượng bảo an hùng hậu của các tiểu khu, mỹ tho, kiến tường, kiến phong. Có lúc, quân số lên tới 27 liên đoàn bảo an, mở các cuộc hành quân càn quét lấn chiếm vùng giải phóng của quân khu 8. Về phía ta, quân khu 8 cũng tập trung toàn bộ lực lượng chủ lực để đánh địch lấn chiếm với mục tiêu là tiêu diệt chủ lực địch. Đối tượng tác chiến đầu tiên được chọn là trung đoàn 14 và sư đoàn 9 ngụy. Đây là lực lượng mới đến địa bàn, chưa quen chiến trường, khả năng phân tán hạn chế so với sư đoàn bảy ngụy. Hội nghị quân chính quân khu 8 họp mở rộng, các tiểu đoàn trưởng chủ lực đều được mời tham dự. Qua phân tích của đồng chí Trần Văn Phú, Sáu Phú và đồng chí Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Trần Văn Nghiêm, thì địa điểm được chọn để tiêu diệt địch là cánh đồng Sáu Lão thuộc địa bàn hai xã Tam Bình và Long Tiên của huyện Cai Lậy. Đó là cánh đồng lúa có chiều rộng hơn 1 km, từ ấp 9 sang ấp Cái Sơn của Tam Bình, chiều dài khoảng 5 km, từ ấp Đìa Đưng đến ấp 9 Long Tiên của xã Tam Bình. Lực lượng tham chiến gồm tiểu đoàn 10A của trung đoàn 261 và trung đoàn 88, cộng với các đại đội bộ đội địa phương của các huyện. Tiểu đoàn đặc công của quân khu được giao nhiệm vụ đánh chi khu cai lệ. Quân khu xác định trung đoàn 14 của sư đoàn 9 ngụy đang ở căn cứ Đồng Tâm. Nếu chi khu cai lậy bị tiến công, lực lượng địch đến giải tỏa sẽ triển khai đội hình trên tỉnh Lộ 28, nối căn cứ Đồng Tâm với yếu khu Tam Bình. Nếu chỉ có đánh chi khu cai lậy thì chưa đủ yếu tố để buộc hai trung đoàn địch tham chiến. Do đó, theo đề nghị của đồng chí Sáu Phú, tiểu đoàn 510 được giao nhiệm vụ đánh 7 đồn địch trên tuyến kinh băng dài. Khi hoàn thành nhiệm vụ, tiểu đoàn giao lại đồn cho du kích rồi quay lại cùng với trung đoàn đánh vận động tiến công, tiêu diệt trung đoàn 14 sư đoàn 9 ngụy tại cánh đồng Sáu Lão. Chấp hành mệnh lệnh của quân khu, chỉ sau 2 đêm, đơn vị đã bức rút bảy đồn địch trên tuyến kinh Băng dài và chi khu Cai lậy bị đặc công đánh thiệt hại nặng. Quốc lộ 4 bị cắt đứt nhiều đoạn, địch buộc phải điều trung đoàn 14 ngụy đến Tam Bình tham chiến tại cánh đồng 6 lão. Ngày 12 tháng 2 năm 1974, trung đoàn 14 sư đoàn 9 ngụy được chở bằng xe vận tải quân sự GMC từ căn cứ Đồng Tâm, Bình Đức lên tỉnh lộ 28. Đoạn đường từ Bằng Long đến Tam Bình dài 8 km. Địch hành quân dưới sự chi viện của các cụm pháo binh ở Đồng Tâm và thẻ 23. Trung đoàn 14 ngụy thực tế chỉ có 3 tiểu đoàn mỗi tiểu đoàn có khoảng 300 quân. 8 giờ sáng ngày 12 tháng 2 năm 1974, địch tiến vào vùng giải phóng Long Tiên của ta ở vùng 20 tháng 7. Khác với các cuộc hành quân trước đây, địch thường dùng phi pháo dọn bãi. Lần này, địch bí mật hành quân với đội hình mỗi tiểu đoàn hành quân thành một hàng dọc, kéo dài cả 1 km. Tiểu đoàn này cách tiểu đoàn kia từ 500 đến 800 mét có thể do địa hình chưa quen và để đề phòng ta đánh chia cắt, chúng khó chi viện cho nhau được. Khi được tin địch hành quân vào theo kế hoạch, lực lượng của ta cũng vào vị trí chiến đấu theo phương án và địa hình đã lựa chọn. Sở chỉ huy tiền phương của quân khu không bố trí riêng mà đồng chí phó tư lệnh tham mưu trưởng 6 Phú trực tiếp chỉ huy trung đoàn 88. Sở chỉ huy đóng tại ấp 1 Long Tiên, tiểu đoàn 1 do đồng chí Trần Viện chỉ huy làm nhiệm vụ chặn đầu địch ở ấp 9 sang ấp Cái Sơn. Tiểu đoàn 10A do đồng chí Nguyễn Trí Tôn, tức Ba Tôn, sau này là tham mưu phó quân khu 7, đánh đối diện, bố trí ở ấp 3, ấp 4 của Long Tiên, có nhiệm vụ đánh đối diện. Tiểu đoàn 510 bố trí trên kinh xẻo lá dài 1 km là lực lượng đánh chính diện. Tiểu đoàn 2 do đồng chí Vũ Bảy chỉ huy làm nhiệm vụ đánh vu hồi được bố trí ở mương lộ xã Tam Bình, cách trận địa chính khoảng 3 km. Khoảng 9 giờ 30 phút, địch hành quân đến đầu cánh đồng Sáu Lão thì đồng bào ở đây mới bắt đầu chạy giặc, còn du kích bắn chỉ thiên, báo hiệu địch đã vào trận địa. Tôi ngồi ở đài quan sát, nhìn thấy địch đã hành quân thành hai hàng dọc, kéo dài gần 2 km mà đi sát vào mé ấp 3, ấp 4 là vị trí bố trí của đồng chí Ba Tôn. Đến 11 giờ 50 phút, cơ bản địch đã lọt vào trận địa của ta. Tôi nghe lệnh của đồng chí Sáu Phú qua máy điện thoại. Tất cả giữ bí mật để bộ phận chính diện nổ súng trước, rồi mới được đồng loạt tấn công. Lúc đó đồng chí Vũ Bảy chỉ huy lực lượng vu hồi khóa đuôi, được lệnh vận động đến đìa đưng chặn không cho địch tháo chạy. Địch hành quân đến gần giữa đồng, cách bộ phận chiến đấu 600 mét. Địch dừng lại, gần một tiếng sau mới tiếp tục di chuyển. Tiểu đoàn 2 do đồng chí Vũ Bảy chỉ huy đã đến địa đưng. Địch chưa qua hết đã đụng nhau. Thế là bộ phận khóa đuôi nổ súng trước. Đồng chí Sáu Phú ra lệnh tiến công. Tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 10A đồng loạt sung phong. Tiểu đoàn 510 còn cách địch 800 mét. Tôi lệnh cho bộ đội chưa sung phong chờ các mũi đánh mạnh chúng phải dạt về đây. Lúc đó, tha hồ mà bắt tù binh và diệt địch. Quả nhiên, địch bị đánh mạnh, phi pháo cũng không chi viện được. Thấy hướng xẻo lá không bắn, chắc không có quân ta, và cũng là hướng thoát ra lộ bốn nhanh nhất. Thế là chúng thi nhau chạy về hướng đơn vị như con thiêu thân. Lúc này tôi mới ra lệnh cho đơn vị và hơn 100 du kích xung phong. Địch bị bất ngờ, lớp hàng, lớp bỏ súng chạy băng qua xẻo lá để ra lộ 4. Trận đánh kéo dài gần 2 giờ. Cơ bản, ta đã đánh tan rã trung đoàn 14 ngụy. Số địch còn sống sót cùng với trung đoàn trưởng của chúng chạy thoát thân ra lộ 4, chỉ còn gần 200 tên. Kết quả, ta thu được trên 500 khẩu súng, 30 máy PRC-25, bắt hơn 100 tù binh. Riêng tiểu đoàn 510 cùng du kích bắt gần 100 tên, thu hơn 200 súng các loại. Ta hy sinh 17 đồng chí, bị thương 83 đồng chí. Đây là trận đánh thắng lớn nhất của lực lượng vũ trang quân khu 8. Tuy chưa diệt gọn nhưng đã làm cho địch hoang mang lo sợ. Khi họp rút kinh nghiệm, đồng chí Sáu Phú kết luận. Thắng lớn nhưng kỷ luật kém hoặc thiếu kinh nghiệm, chưa quán triệt rõ nhiệm vụ như bộ đội khóa đuôi đánh vô hồi lại nổ súng trước. Đây là quân ngụy chứ nếu là quân Mỹ thì hậu quả sẽ không lường được. Sau trận đánh này, trung đoàn phân tán đánh nhỏ lẻ để giành lại vùng giải phóng tại vùng 4 kiến tường là vùng căn cứ đầu não không chỉ riêng của quân khu 8 mà với cả vùng Đồng Tháp 10. Nếu mất vùng giải phóng này thì quân khu 8 mất quyền chủ động trên chiến trường miền Trung Nam Bộ. Vào thời điểm này, địch đã quay lại lấn chiếm và làm chủ vùng 4. Cụ thể, tại các ngã tư kinh Bằng Lăng, Nam Ngàn, Kinh Bích, Kinh Bùi, Phụng Thớt, Kinh Giữa, địch đều giải quân đóng đồn bốt. Trên tuyến kinh Nguyễn Văn Tiếp A có ba liên đoàn bảo an từ Sa Đéc lên đóng giữ. Tình hình càng trở nên căng thẳng khi tỉnh đội phó Mỹ Tho ra hàng địch chỉ điểm đánh phá các cơ sở cách mạng và kho tàng chiến dịch chiến lược của quân khu 8 mà Bộ Tư lệnh miền bố trí ở chiến trường miền Trung Nam Bộ. Trước tình thế đó, quân khu 8 phải điều trung đoàn 88, trung đoàn 320 và một số tiểu đoàn trực thuộc về giải phóng vùng 4 Kiến tường, để lại vùng 20 tháng 7 trung đoàn 1 và bộ tư lệnh quân khu 8 để duy trì hoạt động kìm giữ trung đoàn 10 của sư đoàn 7 ngụy. Trong lúc đó, địch sử dụng hai trung đoàn 11, 12 của sư đoàn 7 ngụy ra sức đánh phá và quyết chiếm lại vùng 4 Kiến tường. Trong tình thế khó khăn trên, nhiệm vụ của trung đoàn 88 và trung đoàn 320 phải lần lượt nhổ từng đồn một, vừa phục kích, vận động tiêu diệt quân cơ động của hai trung đoàn 11, 12 của sư đoàn 7 Ngụy. Một bài toán đặt ra cho ban chỉ huy trung đoàn phải làm sao kết hợp cho được sở trường của các đơn vị trực thuộc trung đoàn như tiểu đoàn 1 đánh công đồn hiệu quả, tiểu đoàn 2 giỏi đánh tập kích các cụm địch lâm thời phòng ngự tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 510, giỏi đánh vận động hợp vây. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.